Sony BDV E2001. Dàn âm thanh này dành cho thị trường Mỹ, cho nên là xài điện 120V như các bạn. Còn mọi tính năng, mọi chức năng, mọi đặc điểm đều giống như thị trường Việt Nam. 1000W. Bluetooth Wi-Fi đầy đủ, đọc đĩa Blu-ray. Đây. Công suất 1000W, vừa chơi YouTube thôi. Ngon lành. Dàn này đang full chức năng. Full chức năng các bạn ha. Đây. Sau. Đầy đủ cổng ăn chơi hết. Optical mà cổng LAN. Đó. Súp đẹp. Dàn này còn khá đẹp các bạn. Đem từ Mỹ mà, đem từ Mỹ về nha. Âm thanh chất lượng. Ok.